Xin chào cả nhà mình nha. Chào mừng cả nhà đến với video tiếp theo của mình. Mình đi núi về rồi cả nhà. Thì trước khi mà mình đi núi á, cái hôm đó mình cũng có đặt món đồ này. Món quà mình mua hai món mà shop người ta kẹp chung lại cả nhà. Cho ngồi một cái, cho em Nguyên hàng xóm một cái cả nhà. Mình đặt á, thì sau khi mình đi núi thì ở nhà anh shipper anh có giao hàng. Tại vì mình vô trong đó không có sóng điện thoại á, anh đâu có gọi được cả nhà, nhưng mà cũng may là ở nhà anh cũng có giao hàng cho mình. Rồi hôm nay mình về thì mình cũng nhận được. Thì hôm nay mình quay video chia sẻ với cả nhà mình là mình sẽ tặng cho ngoại nha. Thì món quà này mình mua ở trên mạng thì mình thấy có nhiều khán giả cũng yêu cầu mình thử mua cái này thử để về hỗ trợ cho ngoại với lại em Nguyên hàng xóm coi thử có sử dụng có hiệu quả hay không á cả nhà. Cái này là cái dây đai lưng á, nên là mình cũng mua thử thôi, tại vì mình cũng không biết như thế nào nữa, thì để mình mang vô cho ngoại đeo thử coi như thế nào nha cả nhà. Còn em Nguyên thì mình nghĩ là em Nguyên còn trẻ, em Nguyên sử dụng được, chứ ngoại mình lo ngoại thôi, sợ ngoại xài không được thôi. Em đi ra coi ngoại. Hello ngoại nha. Ô, mẹ với ngoại ăn gì vậy? Bánh tét chiên. Ủa, bánh tét chiên hả? Trời, ở đâu vậy? Bên cấp nữa. Bữa nay mà cũng còn bánh tét nữa hả ta? Để tao lạnh đó. Hồi bữa là mẹ với chị Giang. À. Chứ bà hai á là nói thôi, ăn hết tết rồi hết bánh tét rồi thì bà hai bà nói vậy là mới lấy thao giường lại. Người 100.000 ba người mua nếp đây về cho ngoại nấu phố bánh tét đừng đã ăn liền chứ để tôi lại đi hả? Rồi lâu lâu cái đi chiên ra ăn. đúng không? Rồi để tới giờ luôn hả? Wow, chào khán giả, trời giờ quên rồi. Ủa. Nói chuyện quên rồi. Quay phim mà mẹ không có để ý á cả nhà. Đây bữa nay xong có mua cái này về tặng cho Hoài này. Cái gì mà tặng? Cho Hoài xài thử cả nhà. Để con đi lấy cái đồ con khui ra, có cái kéo cái gì không? Kéo là dao. Để mình dao lấy mà. Mình khui ra thử coi ngồi với mẹ xài sao nha cả nhà. Qua thấy hả? Qua thấy niệm vô. Thấy shipper giao vô hả? Dạ. Qua kia vậy á. Xài đỡ này chứ biết sao giờ bạn? Biết gì? Con về. Con cũng không biết làm sao mà để cho Hoài cải thiện hơn, thì thôi thử cái này có được không? Không biết là có hai cỡ khác nhau nha cả nhà. Em Nguyên hàng xóm thì cái nhỏ hơn, còn của ngoại bự con hơn á. Kêu bự con có hơi kỳ không cả nhà, kiểu giống như là ngoại thì ngoại to hơn em Nguyên á cả nhà. Chỉ đây là mình mua cho ngoại cái lớn hơn. Size XL từ 50 đến 60 kg. Đây, size XL từ 50 đến 60 kg. Đây ngoại bao nhiêu kg? 50. 50 hả? Phải không? Vậy có cân chưa? 49 50 đó. Ủa sao gì mà 49 50 kg? Gì nhiều. Đâu ngoại đứng ngoài vậy con coi. 49 50 hả? Cả nhà. Bà ngoại sụt ký hơn. Đâu? Đây dạ. Đâu cả nhà nhìn ngoại gì mà kêu 49 50 kg hả? Chơi nhiều. Ơ. Đó, bà nặng cốt. Đâu con ẩm thử coi. Ẩm thử tròn cái cổ con này. Ẩm thử biết liền cả nhà. Cái này là phải năm mấy ký. Ngon không? Ngon. Đi mày à. Đi à đã vô ơi. Đi. Đó bà ẩm đó rồi. Hả? Đâu bà đứng đó con tặng bà cái này nè. Tặng hoài á. Tờ khờ, đi bận đây hả? Thôi. Hả? Không không. Đứng này công phải biết mua nhiều không? Mấy chục. À biểu mày mua á. Mấy chục triệu á. Thôi mày à. Hả? Thôi mày à. Từ từ để khui ra. Thử. Để quậy đi cho đỡ mỏi lưng cả nhà. Xài thử thôi coi có phù hợp không. Rồi có giấy này, hợp đồng ký á. Giấy ký hợp đồng á. Ký
hợp đồng, hợp đồng là cam kết ký vô nha. Cái này là khi cảnh hỗ trợ, hỗ trợ gì đâu. Ủa sao bài đọc được hay hả? Này sao bài đọc khán giả nghe coi. Này khi nệ cảm này cần cẩn 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 cần. Cẩn hồ hỗ trợ hỗ 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 trợ khi cần hỗ trợ. Wow, thôi tôi không có mặc anh dịp đó đâu. Lờ lửng không à, thử coi cái công sức con bỏ tiền con mua mấy chục triệu lận. Để cho anh này cái lưng phải không? Đúng rồi. Ồ đâu đưa con coi hướng dẫn sử dụng với bạn. Đưa dạ giấy sử dụng phải cầm ơi. Mình coi cái giấy hướng dẫn sử dụng cái nha cả nhà. Mặc vô đây lại. Sau khi mà mình mò nãy giờ thì mình cũng đeo được cho ngoại rồi nha cả nhà. Bởi vậy người ta nói cái khó nó ló cái khôn cả nhà. Mình mò một lát là tự nhiên cái mình cũng ra đấy. Dạ đấy. Rồi mày thẳng lên coi. Không có được không quá. Được, bạn ráng bạn thẳng đi. Bạn ráng bạn thẳng đi, con đeo cho ngoại cho. Có cái đai nào không? Cái đai này phải đeo vô. Chọc hả? Nó phải bao ở tâm. Hả? Bao ở tâm. Đó. Kẹp lên. Ôi trời. Thẳng lưng lên. Đó. Rồi. Đeo từ từ hết rồi. Đeo vô cho thẳng cái lưng lên đây. Bớt khòm lại. Tức bụng không? Từ rồi tức bụng mà nóng nữa. Nóng đâu nóng, từ từ quen. Ở trong lưng, ô trong lưng nóng quá. Từ từ quen chứ. Rồi cái lưng của bà thiệt chứ mình mua cái này với bà. Khùng nở, khùng nở rồi. Thẳng lên. Ô trời ơi. Trời ơi, khỏe không? Mình mà đỡ lên gì thì ngồi thấy khỏe cái trời, lưng. Bây giờ bà chấm lên rồi bà đứng chút thì cũng ngay mà rồi thả tay ra. Thế mình đỡ gì thì ngồi thấy khỏe cái lưng ngồi lắm. À. Khỏe hoài hơn. Ôi trời ơi, thôi thôi. Khỏe cái lưng, cảm giác mình cảm giác là cái xương sống ngoài giãn ra cả nhà. À. Đó, khỏe không? Đã không? Bữa nào con đi học khó nắng chỉnh xương khớp cho hoài á. À. Ừ? Nóng quá, không được. Sao vậy? Nóng quá, nóng quá. Không, thật rồi. Vừa mới tháo ra rồi. Nóng quá. Hoài không có chịu đeo cái này. Đâu. Trời ơi. Bất hồn rồi, bất hồn rồi. Ở đó bà cố không vậy? Mua. Quá trời trời. Nóng quá. Ủa mua con tốn tiền. Con mua. Mua, mua mấy chục triệu á. Ờ tốn tiền mày. Tốn tiền mày chứ bà đâu có biếu, bà đâu có buộc. Mua chục triệu đeo ấy, áo đi tắm biển rồi cũng được. Dạ. Nè. Nó gì mà bạn đeo mà vậy? Không. Ừ, mặc vô. Nay cái lưng lên này. Thật ra là mình cũng không biết làm sao để cho cái lưng của ngồi thẳng lên nữa cả nhà. Sao cái xương nó vậy là ai làm sao thẳng? Mua cái đai cho ngồi đeo để cho mà đỡ cái lưng của ngồi á. Nhưng mà ngồi không có đeo được cái là ơi, không có đeo được cái đai này. Vậy có cái gùi. Hả? Mày có cái gùi cái. Cái gùi không? Cái gùi á là bỏ cục đá hay là bỏ một hai cái dừa. Kéo cái lưng lên lại hả? À, kéo lưng cho nó mang, lên đó. Mang đi đâu mang chút gì thì đi được. Hay bây giờ ngoài nằm xuống con răng lấy nẹp con nẹp. Kêu thợ đèn đập cho đầu đâu. Con răng con nẹp ra cho thẳng lại cái. Được không? Chứ giờ nói vậy lâu lâu quậy mặt vô riết quậy quen chứ đâu.
phải mặc thường xuyên rồi chứ. Thành nó vẫn đêm mà nằm ngay rồi chừng xuống cái bước vài bước ấy, sống sống như bình thường em, chừng lát cho nó gù xuống. À, có nghĩa là canh đêm ngoài nằm ngủ đúng thì vậy. Thẳng cái lưng ra đúng không? À, thẳng lưng đó đấy. Ừ. Mà xuống giường rồi là yêu đi quá. Bằng đây đó kia là thẳng lưng mà đi chừng nó bước thứ tư nó là gù. Xương sống yếu quá. Tự nhiên cái gù xuống. Bởi vậy mình phải dùng nẹp mình nẹp lại. Cái loại bà ngoại giống bà cố. Hồi bà cố hồi đó cũng khờm vậy. Mà để ý thôi sau này á, cô dì Tư á, y như bà ngoại vậy. Thế? Khờm. Phải? Không. Thử đi. Không. Không mà, ô, nóng mà. Nẹp. Nẹp vô để cho thẳng cái lưng lại. Nẹp mà nẹp đừng có làm mà. Nẹp mà nằm không mà. Nẹp mà ngồi vậy ngồi xuống thôi. Thấy. Mày tặng cô bà già nào mày tặng kệ nó làm dĩa được con. Cái này là mình mua cho ngoại đeo cho vui thôi cả nhà mà ơi. Ngoại đeo mà ngoại có đeo không? Tặng gì cho ai? Cái này là mua đeo ngoại đeo cho vui thôi. Kiểu như là hy vọng là nó sẽ đỡ cái lưng của ngoại với ngoại đi tới đi lui cho đỡ dạ. Mỏi. Nhưng mà ngoại kêu là đeo thì được đó nhưng mà ngoại không có quen, ngoại kêu là khó chịu. Nóng quá chịu nọ. Bây giờ này con làm cái ngành đó, bây giờ con coi bà già nào cùng á. Kệ con làm nghĩa con tặng. Đúng cái quà. Bây giờ mấy bà cụ mà bây giờ con tặng thì tặng cái gì thôi chứ tặng mấy cái này con mua cho ngoại đeo chơi thôi chứ còn tặng mấy cái này sao tặng được. Cho già rồi mang cái đó cho kỹ. Mang cho nó đỡ cái lưng bớt. Đã lỡ mua rồi thôi quà mà nhận đi. Thì bà nhận rồi bây giờ bỏ hộp thôi. Cười đó cả nhà. Còn không biết là em Nguyên có đeo được hay không nữa cả nhà. Nhưng mà mình mua thì mua vậy thôi chứ còn bây giờ nếu mà cả nhà mình có cái món gì mà hay hơn á để giúp cho ngoại cải thiện hơn, đỡ cái lưng của ngoại hơn thì cả nhà mình cứ comment chỉ cho mình nha. Không phải là mình không muốn mua mà thật sự là mình không có biết thôi. Đấy, cả nhà mình cứ chỉ mình mua. Ngoại đâu có chuyện. Chứ mình nóng lực yêu. Mình cũng có nghĩ tới cái chuyện là ghế massage rồi đó cả nhà, nhưng mà nằm cái ghế đó nhiều á thì nó sẽ khiến cho mình nó đã ngay cái lúc nằm đó thôi à cả nhà. Nhưng mà nằm nhiều mình sẽ bị lạm dụng á, làm cứ lát mình chạy vô lát chạy vô, nhưng mà cái ghế đó một phần là mình mua không có nổi nữa cả nhà. Đấy, với lại là không có cải thiện được cái sống lưng của ngoại cho nên là mình không có mua. Để bà nói nghe nha. Ừ. Là tiếp á. Ừ. Tiếp mẹ mua cho mượn mẹ. Ừ. Mượn mẹ là một cái ghế massage nằm. Ừ. Bây giờ bà lên ngày qua bà lên má nó nằm nó đập xương sống nó đau quá. Nó cào quá mà. À, nó cào nó đập xương sống đau quá mà chịu không nổi. Như là ba biết thì sao mà lấy gói. Ừ. Bà lấy gói mà chắc nó dài xương sống lưng. Chỗ xương nó đập cái xương chịu không được hả? Cái xương. Đúng rồi, cái xương chịu không nổi. Cái ghế massage là cái thiết kế của nó là nó có một cái trục quay. Trục quay ở trong á cả nhà, ở trong cái ghế á. Mà khi mà nó quay nó cào thì người lớn tuổi thì đau quá cả nhà, đau lưng quá đúng không? Sao lớn tuổi là chắc có những loại ghế là nó rung mà. Nó rung cái này em biết sao. Hả? Đập nó nhịp sao mà nó cái xương sống nó đau. Massage, ghế massage có nhiều loại lắm. Chứ ông Tiết không mua mấy chục triệu á. Hả? Ừ. Mà sao? Nó mua giờ nó làm điều, nó mua giờ cho Mỹ nó không ông biểu. À, điều mà sao cái ghế đó? Mỹ nó nằm đâu một lần. Ồ, thấy gì bây giờ ông nghĩ là bỏ. Nằm bữa. Nghỉ 9-10 bữa vô nằm lát không? Chứ nó đau xương sống chịu không nổi. Mà sao mua trúng cái ghế đó kỳ vậy ta? À. Sao ông già rồi, nó cái xương nó giòn. Hơn nữa là già rồi nó đâu có còn ốm nữa rồi, đâu có thịt có thò còn gì. Già rồi không có còn một chất nhờn nữa, không còn cái thịt thà đó bao nhiêu nữa mà nó đánh tan cái đâu nữa. Đến cái đâu như ông mà nói cha Nguyên mà nói bấm biệt là biết sao, ví dụ chỗ này đau nhất hả? Thì ông bấm trên mình chỉ biết mình mới bấm chính giữa rồi bấm
nhưng về một cái mố đau nhất là nó chạy tứ tán trên quanh quanh đó. Nhưng mà mình bấm việc là làm tiếp tục thì là từ từ nó tán hết đi, nó không có tồn tại lại. Chứ mình bấm một bữa rồi nghỉ ba bốn bữa, bốn bữa nó tồn lại. Lại là con đường nó đi á, lần ở chỗ đau đớn nó tập trung đó, nó đã quen rồi. Đó, là mình đánh tan rồi thì coi như là nghĩ cái chỗ đó mà nó nghĩ là phá tan ngay cái chỗ cái địa điểm của nó thì đương nhiên nó sẽ thường làm biết. Bấm liên tục ha, phải bấm nguyệt liên tục mới hết. Đúng rồi. Là vậy mình cứ nghĩ gì vậy thôi. Vậy em đeo này thôi, cất đi để dành bữa nào. Bữa nào để dành con mai mốt con già con đeo cũng được. Mai mốt mình cho bà Chín đây. Bà Chín bà Khờ mới lưng á. Mua về bởi vậy mình mua là mua thử cho ngoại đeo. Bởi vậy hồi nãy mình nói là không biết là ngoại có đeo được hay không, mà có phù hợp hay không. Thì mình cứ để thử thôi cả nhà. Làm nghĩa từ thiện nha, người ta không được. Trời ơi, con đi làm từ thiện ba cái này lơ lửng không. Ủa? Thì cũng cứu vớt bà già vậy. Thì thôi bà cứu vớt bà, sao bà đeo thử đi. Bà em không chịu. Bà không chịu, chắc gì người ta chịu. Thì thôi bây giờ để cứu vớt bà Chín đi. Bà Chín bà cũng khờm như bà á. Bà đeo thử coi cho bà, đỡ cái lưng bớt. Nóng ba chịu nữa. Nóng mày khó chịu. Khó chịu. Một khi đứt thôi để bữa nào dắt xuống nhà thợ rèn ấy. Chở xuống đi. Xuống thợ rèn nghe để đập cho dằn ra cho xương sống cho bé bá. Tôi rửa xong bắt đầu nó đập. Đập. Tôi tạ nó đập cái là dằn hết à. Xương sống nó còn vậy nó nét cái dằn hết à, khỏi đâu. Thôi ngoại cất cái này đi nha. Nó cho để sao? Ở nhà mình tập cho ngoại đeo cả nhà. Tập cho ngoại đeo cho quen cho đỡ cái lưng mất. Ngoại cất cái này đi, còn cái này con cầm qua cho biết Nguyên đeo thử được không? Cũng cái đó. Dạ, cũng cái luôn. Biết Nguyên này lưng cũng hơi tôm cả nhà. Nhưng mà cũng biết là biết Nguyên đeo được hay không, mình thử rồi cả nhà. Tại vì mình không có rành nó về ba nhỏ, cái này. Nó còn nhỏ mà ra là tại nó... Biết Nguyên là tôm còn ngoại là khờm. Nó tôm là tôm ở trên chỗ này. Đây. Con cột dây vô con níu cổ ra này, xong đeo con đai vô, cột cái dây níu vô cái cổ. Dạ, mà mai mốt. Mai mốt hết à. Vậy nó cũng tôm mà. Hả? Vậy nó cũng tôm mà. Còn không lo. Con vô con trắng. Trắng chừng dài đòn thẳng mà. Thắng o luôn hả? Thôi, sáng sớm chập ngồi với mẹ vậy là có tiếng cười một ngày là vui rồi cả nhà. Mời khán giả này, ăn bánh mì, bánh tét chiên rồi. Cái này thì bây giờ là nhất thời ngồi đeo không quen nhưng để mai mốt mình tập thử ngồi đeo được không? Còn đeo được thì cắt, không sao đâu, mình mua không có bao nhiêu tiền hết cả nhà. Không có bao nhiêu tiền, nó rẻ, mình chống qua. Bây giờ nó nói vậy bao nhiêu tiền, hồi nãy anh nói là mắc mấy chục triệu, mắc mua quá mắc. Bây giờ nó bao nhiêu tiền, ai cũng vậy không? Của ít lòng nhiều mà. Của ít lòng nhiều mà bà đâu buộc không? Vậy là con nói là con mua thử, vậy đeo có được không? Không được thì thôi, bài, cắt bài bỏ đó. Mà mấy chục triệu mình lạnh ốc luôn à bây giờ. Lạnh ốc luôn hả? Bỏ tủ kính cắt nha. Những cái gì mà con tốn tiền ra cho bà ngoại là bà thích và làm tiền của con khổ cực. Dạ. Trèo núi lặn hồ. Con chọc hoài vậy chứ đâu, cái này mà mấy chục triệu gì? Cái này có 25 ngàn à. Sao đang thấy số? Thấy số hả? Xí số bỏ rồi. Thôi cả nhà bây giờ mình đi qua nhà em Nguyên nha, mình tặng cái này cái. Rồi ngoài mẹ ở nhà nha, con đi qua đó con quay phim xíu rồi, rồi con về. Đi bây giờ mình đi qua mình tặng cái này cho em Nguyên nha. Ngày qua mẹ tặng quà ở đâu? Hả? Qua tặng quà ở đâu? Ngày qua đi tặng quà ở đâu? Ở trên núi. Quà gì nhỉ? Rồi xe gì chở? Xe máy con đó. Úi trời ơi, xe máy mà chở hết hả? Ừ. Chắc cũng không có bao nhiêu. Ừ. Ít là mình mới chở xe máy. Nhiều á, như thằng Hy đó ở chở thì xe máy. Có 6 phần cho mấy. 6 phần. Ừ. 6 phần quà cho mấy. Thôi, đi qua đó. Ăn này ấy. Hả? Anh em này ăn này ấy. Không, mẹ ăn. Con, hồi đó giờ con đâu có ăn bánh tét đâu mà. Chắc chi mà cũng không ăn. Con nói giờ con đâu ăn bánh tét.
Mình đang đi trên đường thì mình thấy bác Trân Châu, bác năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 58 tuổi. Phải không? Phải. 58 tuổi, lớn hơn ba con luôn á. 64. Sinh năm 64 hả? Ờ. Được không? Được, à. Quá khỏe luôn. Hả? À. Quá khỏe. Quá khỏe hả? Dạ, thiệt chứ, 58 tuổi là quá khỏe chứ. Hốc không? Dạ. Hốc hả? Tại mình đâu... Ở quê mình mà đi nắng đi rồi nhiều thì nó vậy thôi chứ. Cháy đông nữa, hậu xanh đỏ, nóng nắng. Vậy hả? Ừ, phải ở đây đâu. Nó nóng lắm. Rồi nay có mừng nhật độ nó mát chút. Ông bác là người dân tộc Chăm mình. Ủa bác ở làng nào? Làng Như Bình nè. Như Bình. À, đi đường nội bên này qua. Ờ, đi đó làng Như Bình. Biết sao, cả nhà mình đi trên đường thấy ông bác Trân Châu. Nói chung mình Châu nằm nước là đó là tắm sông là đó là nét đẹp của ở quê mình nha cả nhà. Đấy. Đúng rồi. Mình tới gần nó để chạy ông bác. Không ạ. Đây mình tới gần mình quay cho cả nhà coi nha. À, sao vậy? Sao vậy? Thấy lạ. À, nó thấy lạ hả? Mình chích nó, tim nó. À. Nó sợ thuốc y á. À, nó sợ thuốc y hả? Đeo cái này nữa là lạ. Nó khôn ghê cả nhà, mấy con trâu nó đang nằm nước này. Nó sợ thuốc y tim nó. Mà cái chỗ này nước sâu không mà nó nằm nó tắm vậy bác? Có tới cổ nữa. Hả, tới cổ. Ồ, nó thấy người lạ nha cả nhà, nó thấy người lạ là bắt đầu nó đứng dậy. Nó tưởng mình tiêm thuốc nó. Giờ mình nói sao cho nó bình tĩnh lại bác. Mình hò hò lại. Hò nó hả? Hò đó vậy á. Hò vậy đó là nó nằm lại. Nó nằm lại. Thì nó cái rồi nó cho tôi là chăn nuôi là như là trung ương cho khuyến khích trong nuôi có sừng. Dạ. Trung ương có sừng. Là trung nuôi phải khó, trung nuôi phải khó lắm. Dạ. Ô, nó muốn đi lên lại thấy không cả nhà? Đấy. Nước nước rất là trong, rất là mát luôn. Mấy con trâu nó xuống nó tắm á. Vô lại ha. Dạ, cho nó xuống nó nằm ấy, nó chắc nó thấy con nên nó đi lên lại á. Cả nhà thấy không? Mình ở xa chút được á. Dạ, mình ở xa xíu cả nhà cho nó thấy mình nó đi lên á. Mấy con trâu tắm dễ thương luôn cả nhà. Đó, đánh nó xuống lại kìa. Mấy con trâu nó bơi giỏi lắm nhá cả nhà. Mấy con trâu bơi sông giỏi lắm. Nên là nước sông nước đồ á mà nó bơi bình thường à. Đấy. Nước này vậy chứ mà nó xuống nó đứng nó nằm như đó nó không có chìm đầu đâu cả nhà ơi. Chìm cái mình nhưng mà cái đầu không chìm. Nước đó mà con trâu nó đứng không ngập lưng thấy không? Dạ. Đấy cho nó đứng nó tắm vậy cả nhà. Ông bác không đi ở đây đồng ruộng chỗ mình là lúa chín á là bà con mình bắt đầu tập trung bò trâu cừu đồ về thả ngoài đồng á. Chỗ này đang gặt này. Bên này nữa này. Nó chở lúa bò, chở lúa đỏ mà chụp luôn. Nhưng mà chỗ này đang gặt, chừng nào bác mới thả ra đồng? Một lát nữa. Một lát nó thả là thả tới chừng nào mới về? Trước chiều mới về. Chiều mới về hả? Rồi 5 giờ đổ. 5 giờ mới về luôn. 5 giờ về. Thả tới 5 giờ mới về rồi. Rồi có mang cái gì theo ăn nha? Không. Sao vậy? Không mang cơm theo ăn trưa? Không có chuyện mua cơm đồ. Trời ơi. Rồi sáng là mình ăn ở nhà xong là mình thả trâu mình đi hả? Nó giỡn như chưa bà ơi. Giỡn cơm. Con hồi nhỏ con đi chăn bò á là con nấu cơm ngoài đồng. Bữa nay hết rồi hả? Bữa nay là hẹp quá mình phải nấu cơm không có thời gian nấu. Ngày xưa đó. Mình nấu còn ở trên bụi mát được. Đúng rồi, đúng rồi. Ở ngoài nắng. Chặt quá đó. Thì ngồi trên đầu luôn mà. Vậy hả? Ngày xưa là mình còn nhỏ nha là mình đi chăn bò chăn trâu với cũng có đi với mấy ông bác trong làng rồi đi chăn bò chăn trâu rồi bắt đầu mang gạo mang đồ ăn rồi theo ra đồng bắt đầu cái trưa nó nấp mát á cái mình vô trong mát mình nấu ăn ở ngoài đồng luôn cả nhà là chiều mình về vui lắm. Ở trước nó rộng bữa nay hẹp quá. Bữa nay trâu bò rồi còn nhiều không bác? Còn ít bên hồ phải trung nhiều. Không giống như ngày xưa phải không? Không. Ngày xưa hả thả là đầy đồng luôn. Trâu úng nữa. Dạ. Bữa nay trâu úng. Thả đi đâu đi à? Đúng không? Đúng rồi. Bữa nay lúa gặt đâu có đều đâu. Đâu đều đâu. Chỗ thì gặt, chỗ thì không gặt. Đâu dám thả nó vô nó ăn lúa người ta. Bữa nay là phải chặn cả nhà. Chứ ngày xưa thoải mái lắm. Gặt hết một cánh đồng luôn là thả chỉ nó đi chơi thôi. Đi làm gì làm. Đi câu cá, đi chặn lưới rồi đi vui lắm. Hồi xưa chăn dắt sướng lắm. Dạ. Bữa nay chăn dắt khổ lắm. Đấy giờ bây giờ là cho nó tắm trước. Xong rồi lát nó thả xuống đồng ha. Nó đứng dễ thương ghê cả nhà. Thôi bác coi nha, con xin phép bác con đi qua nhà bạn nha. Dạ. Chúc bác nhiều sức khỏe nha. Bác năm nay 58 tuổi khỏe quá cả nhà. Hồi nãy con bác nó 58 tuổi con thấy khỏe chứ, mừng chứ. Rồi con giờ đông nữa học hành nữa luôn nữa. Bác có mấy người con? 9 đứa. Trời. Còn nuôi học nuôi hành nữa phải. Đẻ dữ vậy? Lúc đó là
Đẻ bằng chính đứa luôn. Bữa nay chứ để lúc đó để hả? Nuôi con dễ nữa, bữa nay nuôi con khó. Rồi trâu này, trâu nhà mình nuôi bao nhiêu năm rồi? Ờ, 30 năm rồi. Vô nghề 30 năm rồi hả? 30 năm. Trời ơi, nuôi nghề chăn trâu 30 năm rồi nha cả nhà. Ờ, mình chăn không mà. À vậy hả? Đâu có mướn người được. À đâu mướn người đâu, tiền đâu trả nói. Không, mà mướn người bữa nay nó không chăn. À không chăn nữa hả? Nay đi làm công ty hết rồi. Công ty hết. Dạ. Nó chăn trâu mắc cỡ. Mắc cỡ hả? Thôi con đi nha. Dạ. Dạ. Nó đi vô chục cầu luôn, nó đi hàng chục cầu mới đẹp. Mình qua nhà em Nguyên rồi nha cả nhà. Hôm nay nhà em Nguyên hái táo cả nhà ơi. Trời ơi, táo rồi. Vị này 30kg hả? Wow, cả nhà coi táo này. Tự nhiên mình thấy mấy táo ngon rồi cả nhà. Mấy trái táo ngon rồi cả nhà ơi. Wow, cả nhà thấy không? Thấy không em? Đó, quá đẹp luôn cả nhà ơi. Bóc trái rồi. Wow, nó ngọt. Trời, nó giòn. Nguyên đâu ta? Nguyên đâu pha? Dạ, Nguyên đâu? Ngon quá. Ra đây chào khán giả coi. Trốn luôn rồi cả nhà. Qua em. Táo hả? Chào bác gái. Hôm nay mua quà ba tặng em Nguyên à. Gì? Thiệt. Táo. Có. Táo. Ở đây đem mít cho nè. Tặng quà mà không không thì cái gì? Gì? Mít vô. Chào cả nhà nha. Chúc cả nhà một ngày mới thật là nhiều sức khỏe. Quà gì? Quà gì? Quà gì? Nói gì hả? Tặng quà mà nói. Này. Xạo quá. Vậy này, thiệp ở đây. Tặng cho em hộp quà. Tặng cho em cái một cây. Cây vàng. Cây vàng nha cả nhà. Cây này màu vàng. Tặng cây vàng. Rồi. Giữ đi, anh tặng em á. Là cái này là, ý là ngày mai anh qua lại một cốt anh. Xà lơ gì vậy? Em á xà lơ á. Ngưỡng đây. À cái này là của. Biết cái gì không? Biết. Thử đi, hai táo em cho thử đi. Trời ơi hả? Thử đây. Chu cho anh mua cho em rồi hả? Ờ. Ngày kia, ngày qua mới mua nữa chứ, mới đặt nữa chứ. Đi hỏi đi. Em thấy mình tâm lý không? Tâm lý. À. Mà còn cái này cái gì? Thấy mình tâm lý không? Anh mình mua trước luôn mà Nguyên đặt sau nó vô hủy đi nha. Để người ta còn, giao bán hàng tặng ta. Còn cái này hả? Vàng cây đó em. Vàng cây. Nghĩ sao vậy? Cây quánh anh thì được. Anh tặng em cây vàng có gì đâu. Mệt hết cái cây này, cây búa, cây gì em. Cái gì mà dài với ta. Táo ngon quá, ăn hết trái táo hả? Cây này chắc là để làm tập gì nè. Ồ, ngon quá. Cái này gì ta? Cái này hả? Bây giờ cái này á, em mặc áo khoác sao bây giờ lát á. Em cởi áo khoác ra anh Minh đeo cho. Giờ cái này cho em. Tại có rất là nhiều khán giả kêu là em Nguyên á bị tôm lưng mà thiệt, Nguyên bị tôm lưng thiệt cả nhà. Nhưng mà kêu là em Nguyên cố gắng đi thẳng lên nhưng mà thật ra đi thẳng không có được cả nhà, quen. Cái dáng đi quen cho nên là mình mua cho Nguyên cái đai lưng. Hồi nãy anh mua cho ngoại anh để lót vô cái quai này. Lót cho cái quai em đỡ đâu á. Là quai cũng mang nữa. Anh mua cho ngoại anh cái mà ngoại anh nói ô không xài không. Ngoại không quen á. Nên là anh mua cho em cái này mà. Ủa, không biết là dáng người em nhỏ đeo cái này có vừa không nữa chứ. Em thử mặc cho coi, em mặc áo khoác cũng được. Anh mặc cho. Sao ta? Đây, em biết là anh cầm đây gì. Này
phải ra sao đây, đây nè rồi em xỏ tay vô rồi. Đấy, từ từ rồi thẳng cái lưng lên đó, trên mạng có chỉ rồi phải không? Đúng rồi kẹp vô, kẹp hết cửa vô đó. Giờ cái này nó đi đâu đây? Ấy vô đúng rồi vậy đó. Có cảm giác nó có nó ưỡng dần trước, nó ưỡng à? Ưỡng vậy này. Ây dạ. À qua chỗ cái này, này gì là... ta ừ? cái này cho nó dính vô đó, cho nó dính vô này nè. Rồi đây nè, đó nó dính vô rồi, quay sau lưng coi vô tha được rồi, đừng làm gì túng mặt rồi. Đó cái lưng nó chưa thẳng lắm đúng không? Đúng rồi. Nó chưa thẳng lắm thì em căng dây thêm. Căng dây sao? Rồi. Từ nha cả nhà. Đúng rồi. Căng dây vô thêm này. Rồi lấy cái này ra. Đúng rồi. Mấy Nguyên còn trẻ thì xài dễ hơn, ngồi thì nhiều khi ngồi không có chịu xài. Ui. Đó, ép vô. Mai mốt giữ lấy eo luôn. Lấy eo là lấy lưng luôn. Đấy. Quay qua coi giỡn hoài đó, thấy không? Được không? Nó ẩn, em cảm giác nó có ẩn tới chút nào không? Có. Rồi em đeo vậy luôn, em đi làm cả đúng ngày rồi. Luôn tối. Ủa? Ví dụ tối em có ngủ thì tối. Em muốn đeo thì đeo, còn không khó chịu quá tối thì em làm sao ta? Cái này để em biết là em đau quá em kẹp vô trong này nè, phải không? Em cuộn tròn cái này nãy cuộn tròn cái này lại em nhét vô, nó mới là đau quá thì xài, còn không thôi. Ví dụ tối mà em ngủ em muốn đeo thì đeo, còn khó chịu quá thì em khỏi đeo, thì cả ngày em đeo từ sáng tới chiều luôn nha. Để đeo thử chứ. Còn cái này anh còn cây vàng cho em nè. Cái đó cái gì vậy ta? Cây vàng. Vàng. Ôi trời. Giỡn trời. Vàng đặc đó. Vàng bao bì. Vàng bao bì hả? Anh giỡn em chứ, thật ra cái này là cái cây khui dừa. Tại hôm bữa em nói với anh là em không có biết chặt dừa á, nên là anh mua cái cây khui dừa này cho em. Mai mốt á em hái dừa xuống, em muốn uống dừa. Em hái dừa xuống rồi em lấy cái cây này em bổ vô, em lấy nước em uống thôi, không cần phải chặt. Cầm dao rồi nó nguy hiểm. Má. Lát nữa anh ra anh test cho em uống thử. Cái cây khui dừa này nó cũng tiện lắm. Cả nhà mình ai biết cái cây này thì mình nói không sai đó. Hàng nóng nha. Nói em biết cây gì á chứ không phải này. Không nguội đâu. Cái này em mai mốt em ăn dừa, em muốn hái dừa. Em muốn uống nước dừa thì em không cần phải tại vì em Nguyên nói em Nguyên không có biết chặt dừa cả nhà. Nhưng mà một lần muốn uống dừa thì không có biết chặt dừa nên không có muốn hái. Cái này bổ lắm. Lát ra anh thử cho. Anh thử đi cho em biết. Cái cây này cây bổ dừa cả nhà. Rồi, ok ha. Đấy, thấy không? Mình mua cho Nguyên là trước khi mình đi núi là mình đã mua rồi. Không nói. Hả? Vậy mà không nói. Tặng quà mà nói trước chi đúng không? Thì anh đi núi về là người ta giao tới là vừa là anh tặng cho em để em đeo luôn cho. Vậy em lên em hủy cái của em á. Em lên hủy cái kia đi. Nhà. Sao được không? Đây được. Đẹp không? Ngon ạ. 11 rồi đi rồi ưỡn ưỡn rồi cho người nó thẳng lên cả nhà. Đấy, đi lên sáng giờ hái gần xong chưa? Dạ cái rổ này nó xong rồi. Đeo vô đi thấy cái lưng thẳng. Nghiêng. Đi mày muốn ưỡn. Ủa táo bữa nay hái gửi cho ai nhiều dữ vậy em? Dạ bữa nay nhận có 1 người rồi anh à. Một người mà sao hái dữ vậy? Người ở Đà Lạt. Hả? Người ở Đà Lạt. Ở Đà Lạt hả? Ừ. Ở Đà Lạt mà 1 bịch này 30kg rồi này. Ủa vậy là 3 bịch 90kg hả? 100kg, 35 30. Là 100kg lên Đà Lạt hả? Ừ. Táo này mà lên Đà Lạt thôi y bài luôn hả không? Anh hồi nãy anh nhìn là anh muốn ăn rồi mà. Mấy trái này lên ăn liền đi. Lên ăn liền đó, rồi anh ăn liền cho. Anh ăn liền cho. Mời cả nhà mình nha. Táo chín vàng hết luôn cả nhà, thấy không em? Này, mời cả nhà nha. Anh nghĩ em mang vậy em đi chợ sao được. Có sao đâu. Em cởi cái áo khoác ra. Phải mang qua bên trong. Đúng rồi. Hình mít đây. Vàng chói mắt quá. Hay dữ quá. Hèn chi vàng này đâu có lấy đâu cả nhà. Vàng này pha khe. Vàng ở ngoài mà ở trong bằng sắt. Biết mình im mang được. Không biết làm sao đây rồi. Đeo vô đây em. Mang vô.
ha. Nhưng mình dán cái này bị sai. Đừng có cãi thầy núi đè. Đúng rồi. Sai gì? Cãi thầy là ăn đòn. Từ từ người ta lộn. Nè mới nãy nó còn dày nè. Nhưng mà mình dán cái này như bị sai. Đây nè, do mình lấy cái này ngược. Rồi vô. Cái gì vậy? Vô. Ủa? Sai rồi. Gì này? Rồi vô. Vô cái này bị trái nè, vô. Đây nè, vô, xỏ cái tay vô. Vô ngõ nào? Em nói cái này nè nó bị ngược nè. Hồi nãy mình dán ra em có gỡ ra không? Không, em để yên nguyên vậy. Vậy mà sao giờ nó lộn? Đó, anh để yên này nha. Đúng rồi cô à. Cô, sao bây giờ thả này ra? Nè, xỏ vô. Xỏ trước nè. Đó. Nè. Ui giời ơi. Đây. Đó. Trời, sức mạnh mạnh. Nè, kẹp này vô. Vòng hết cái đó chưa? Đúng rồi, vòng hết đúng nè. Hấp hết bụng vô, hấp bụng vô, ấy vô luôn, như mai mốt lấy eo con kiến luôn. Mềm nguyên cực. Rồi. Em đóng cái này trước đi. Em đóng cái lưng eo em dưới trước đi. Bậy, anh phải gạt. Bậy đâu mà vô. Bậy đâu mà bậy. Gạt cái đó vô. Đóng vô đi. Rồi, sao nữa? Cãi nha. Cái này tính ra nó bự đối với em á chứ. Cái này sai lờ luôn. Sai lờ luôn hả? Cái này lờ luôn. Ủa, người gì mà nhỏ con chứ trời. Em là phải sai ép. Rồi sao? À. Rồi khỏi ràng cái bụng cũng được. Bậy. Khỏi ràng cái eo cũng được, chủ yếu cái lưng này là thẳng cái lưng lên là được. Rồi. Ok chưa? Rồi. Rồi. Cái nào mình bạn nó khó dùng thì được. À vậy đó. Mai mốt anh tặng cho cái nịt bụng nữa. Nịt giống cái eo. Rồi đi 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 đi, đi chở chở táo đi rồi. Mấy giờ rồi? Về. Hả? Mất 10 giờ à? Ra nên test cái này anh chặt cho em trái dừa test này nè. Đây. Đây, 28 nãy giờ cả nhà. Đi ra chặt trái dừa đây. Cái này hơi non á, còn cái trái này nó bị mớp à. Nó bị mớp rồi, trái này. Trái này hơi non hả? Hơi non á. Hơi non cái dừa ở dưới thấp nhà em hết rồi. Thôi anh lấy trái đó đỡ ơi. Hay là cái trái bự già kia? Già anh. Hả? Ừ, vậy thôi, trái đây đi. Lấy vô đây anh, lấy trái. Để cho em Nguyên lấy trái dừa vô cả nhà. Mát ghê luôn. Và bên đây coi thử có cái trái nào. Nhà nhờ có mấy cây dừa này mát. Qua đây. Trái dừa này già khá là cứng nha. Tránh ra nha. Em ngồi bên hông nè. Mai mốt em muốn dừa em chặt trái dừa xuống em để ở đây này. Ngồi xuống. Nên giờ xuống em sao đâu. Em để bên trái dừa xuống không? Em kê cho nó bàn sao em bổ xuống nha. Làm sao? Rồi. Xong. À, rút lên là chảy nước. Xoay qua. Mình xoay qua, em xoay xuống nè. Em xoay qua xem cho nó có lỗ không? À. Không biết hay, là. Hay. Đó. À, sợ cái ruột nó dày. Em không sợ cái ruột nó dày cả nha. Em không cần phải lấy dao ra em chặt làm gì nha. Được không? Được. Anh chút thử nó đổ không? Nhưng mà để anh coi sợ trái dừa này nó dày cả nhà. Cái vỏ nó dày lắm. Cái dừa này được. Cái vỏ nó dày cả nhà, dừa nó non uống nước là được. Không anh chặt xuống đầu này. Được không? Đó em chỉ bổ vô vậy thôi. Em xoay qua. Xoay qua là mình lấy ra lấy nước. Đó. Ôi được anh. Thấy không? Hay. Tại cái khúc này anh bổ khúc này nó hơi cứng, em bổ khúc đầu này nó ấy nè. Đó, chảy nước. Đó, vậy đó. Rồi em muốn uống nước thì em rút ra ca đó. Rút ra ca em uống. Nè, thấy không? Nè. Đó, có lỗ rồi đó. Đây. Ừ. Đi. Đó, được rồi đó. Xong rồi cả nhà, chỉ bữa sau em giữ việc vậy thôi nha. Không cần phải lấy dao, lấy đồ làm gì hết á. Bữa sau em giữ việc em bổ cái phần trên này nó mềm á. Em bổ vô rồi xong lấy nước uống rồi. Trưa nay tính ăn gì đây ta? Chắc cái
cây này thì em bổ nhị nè. Mấy trái gì thì em bổ nhị. Cái này thì nó hơi dày.